Nên mình hướng dẫn mọi người cách để kiểm tra iPhone của bạn có bị Apple làm chậm đi do pin chai hay không. Hiện tại thì với nhiều người dùng thì chưa biết cách kiểm tra như thế nào, trường hợp là mình phải có cách là tháo, chẳng lẽ mình tháo máy mình kiểm tra mình biết được, cái đó nó hơi vất vả tí. Thế nên mình hướng dẫn mọi người là có cái phần mềm có test pin có bị chai để không mình đi thay. Nhưng mà cách test này nó chỉ mang tính chất minh họa nha, vì dựa đến cái vụ việc mà iPhone cũ nó bị chậm đi khi bị chai pin, do Apple mới không bảo đó. Đầu tiên mình vào sẽ App Store rồi mình lên tìm kiếm, mình tìm chữ L I R U M cách ra I N F O cách ra này đó, search này mình đã cài sẵn máy mình rồi, nó có mở sẵn rồi này. Đây phần mềm đầu tiên đây, nó có phần mềm đấy nên có thêm cái 69.000 nhưng mà mình sai bản miễn phí thôi. Đây bạn đây này, đó bạn này vì mình đã cài sẵn trong máy rồi. Nên bây giờ mình chỉ việc mở ra, mình giới thiệu các bạn cái phần mềm để các bạn test thử xem những cái xung nhịp của máy mình có bị chậm không. Nó chậm nên chắc chắn là pin pin chai chắc rồi đó. Bạn mở ra, khi đào về xong bạn mở phần mềm ra nó như thế này đó. Đây là ứng dụng để kiểm tra xung nhịp CPU này của máy, nếu xung nhịp giảm thì đồng nghĩa pin chai. Bạn vào bên trái menu bên trái này, kích vào đây, bạn chọn con Z device này đó nè. Thấy giờ đây đây này đó nha, đó xong rồi nó CPU đó, bạn kéo lên này tìm chữ CPU maximum này, cao đây tìm này đúng không, đây này đó. Cái dòng này hiện tại xung nhịp hiện tại của máy bàn này đó nè, rồi bạn quên đấy, xung nhịp của máy bàn mà xung nhịp tên nem xung nhịp máy bàn này đây đó. Đây xung nhịp của máy bàn hiện tại này là 2,34 GHz này, CPU maximum này 2,34 đây là xung nhịp của Oppo công bố này. Do Oppo công bố xung nhịp của máy, nếu hai cái số này nó bằng nhau á, thì chứng tỏ pin bạn đang tốt, pin bạn chưa chưa chai. Đó, hai số này, này nó bằng nhau đây, pin bạn đang tốt, bạn cần phải thay nhá, cứ để mà sai thôi. Đối với iPhone 6 thì xung nhịp con CPU Max này công bố là 1,4 như vậy. iPhone 6S với 6S Plus là 1,84. Còn iPhone 7 mình thì 2,34 này. Đó là những thông số mà Oppo công bố nha. Nhưng bạn nào thấy hai con số này, thông số này là thông số hiện tại của máy này, số hiện tại Oppo công bố này, hai số này mà nó số này nó thấp hơn á, thì chứng tỏ là hiệu năng bản năng giảm, bạn thay pin đi. Ngoài ra cái phần mềm mình đã có một cái tính năng rất hay là kiểm tra pin, tại pin cũ máy cũ đây, bạn xuống như là thế nào ta, tun thì phải, à đúng rồi tun rồi, tun đấy, bạn vào pin này, nó có nhiều cái kiểm tra hay lắm đây nè. Cái phần mềm này nó cũng giúp bạn đi kiểm tra lúc mua máy ấy. Test màu này, xem màu máy này bị rộ với cái phần mềm này đó. Cái pin này có chai không, nó pin hiện tại bây giờ còn 91% này đúng rồi này, chết và chết này nó bọc này đó, giờ pin hoàn hảo đó, pin đây là pin đang tốt đấy, pin máy này đang tốt đấy đó. Đó, có nhiều cái hay lắm.
Đấy, trung nghiệp CPU này nó đấy đang chạy đấy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.